Vâng, Mr. Trump xin ủng hộ đồng bào lũ lụt thiên tai là 50 triệu nhá, 50 triệu tròn. Và đây em sẽ bắn bằng tài khoản Vietcombank của em luôn nhá. Đấy, bắn như này cho nó thực tế chứ còn thì bây giờ mà cứ dùng bill mà đăng lên thì nó không thực tế đúng không? Bây giờ em quét mã vạch mặt của em này. Mặt của em nó là cái mã vạch nhá. Vâng, 100%. Đây tài khoản có từng đây, đấy, công khai luôn, sao phải giấu giếm gì. Đấy, tài khoản của ban mặt trận là Vietcombank này. Đấy, số tài khoản là số gì nhỉ? À hình như mình vẫn nhớ thì phải. Rồi, bấm cho mọi người xem số tài khoản của ban cứu trợ trung ương nhá. Đây. Là 00110019324418. Rồi ấn đây là biết là ra hay không biết ngay này. Đấy, đúng rồi, ra rồi các bác ơi, ra rồi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban cứu trợ trung ương, đúng không ạ? Rồi, em sẽ ghi số tiền đây nhá. Ghi hẳn số tiền vào trong cái tài khoản này để cho cả nhà mình nhìn thấy luôn. Chứ còn thì không giống như là một số ai đó, em không nói cụ thể ai nhá. Em thấy rất nhiều người đăng lên toàn chụp một cái bill đấy, không đăng lên mà không biết là bill thật hay bill giả, nhưng mà thấy đăng lên, nhưng mà thấy là buổi sáng hôm nay đấy mới vỡ lẽ ra là kế toán của ban mặt trận Tổ quốc đi sao kê tài khoản ra thì thấy là nhiều người bắn có 1.000, nhiều người bắn có 2.000 đồng, nhiều người bắn 10.000, 20.000 đồng, sửa bill thành 100 triệu, 200 triệu, rồi 500 triệu. Quá là bẽ mặt luôn. Đến lúc sao kê ra quá là bẽ mặt luôn. Đúng không các bác nhỉ? Nó phải thực tế như thế này, như em Trump này. Đúng không các bác? Người thật việc thật thế này. Đấy. Rồi nhá, 50 triệu. Đấy, đây là 50.000 đúng không? Không phải là 50.000 giống như ai đó đâu nhá. Không phải là 500.000 đâu nhá. Thêm một số công nữa cũng không phải là 5 triệu đâu nhá. Là 50 triệu, là 50 triệu nhá, 50 triệu đây các bác nhìn này, thực tế tiêm đăng cho các bác xem này. Rồi, ghi gì đây? Mr. Trump tí nữa giao dịch thành công các bác nhìn thấy ngay đúng không? Như thế này nó là thực tế đúng không? Em quay ở ngoài vào không được lại. Ok, rõ lên. Rồi. Mr. Trump ủng hộ đồng bào miền Bắc đi. Miền Bắc. Do thiên tai. Đúng không? Vâng, do thiên tai thế thôi. Của ít lòng nhiều. Thế này đối với em nó cũng là bình thường đấy, của ít lòng nhiều. Tóm lại là như thế là cũng ít so với tấm lòng. Của ít lòng nhiều nhá. Cái này là thực tế hơn đấy. Nó quá là thực tế đúng rồi, mày nói đúng ấy. Nhiều người là bắn 200.000. Tôi quay về đây cùng mọi người để bố là cắt ghép chỉnh sửa. Mày quay đâu? Của ít lòng nhiều. Đây, của ít lòng nhiều. Đấy, mai chắc là sẽ có sao kê của Mr. Trump ở trên danh sách nhá. Hôm nay thấy là 12.000 trang sao kê rồi. Đấy, đây. Rồi, bao nhiêu ạ? Đây 50 triệu đồng nhá, 50 triệu quay gần này, 50 triệu đồng đây này, được chưa? Thành công nhá. Thành công cái này là phải quét mã vạch, quét mã vạch mặt này. Quét mặt này. Quét mặt này đấy, các bác nhìn xem em đang quét mặt này. Rồi hoàn thành. Đấy. Bấm cái này thì anh che lại cái bấm này một tí. Không, em cứ quay đi anh che này thôi. Anh bấm cái này mà. Anh bấm cái này, hiểu không? Mọi người không nhìn thấy được cái này đấy. Đấy cái là cái mật mã của anh, đúng không? Rồi nhá. Đấy rồi ok. Thành công. Ok chưa? Đấy, tài khoản trừ tiền đấy nhá. Trừ tiền luôn này. Đấy. Đấy. Cũng Gmail cũng báo về là trừ tiền luôn. Thế là thành công rồi các bác ạ. Xong là mình bây giờ mình có thể chụp lại màn hình này. Đúng không? Mình chụp lại màn hình thì mình đăng hay không đăng thì không quan trọng, mà quan trọng nhất là mình đã quay một đoạn clip video như thế này rồi. Biết là mình đã chuyển tiền rồi đúng không? Thực tế đúng không các bác nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Thì đây là em bằng cái tấm lòng của em, của ít lòng nhiều, là không có gì quy ra hơn đấy, em đứng đây. Đứng đây. Quay để con quay. Đây. Sao lại nhau? Sao Mr. Trump. Okay. Ai mua thì mua, không mua thì thôi, không quan trọng, nhưng mà biết quảng cáo xe luôn đi. Không cần quảng cáo xe gì cả. Bây giờ như thế này người ta lại bảo mình là mình lợi dụng đúng không? Mình không thích như thế. Đúng rồi. Không thích như thế. Em ấy thì hôm nay là em cũng định tính là em đi em làm từ thiện ở một số vùng, một số nơi. Em với thằng này định là hai anh em là đẹp trai nhất Mr. Trump. Bây giờ cũng không biết là đi đến vị trí nào, đi đến đâu mà lương thực phẩm thì bây giờ là em thấy là rất nhiều rồi. Đấy, mọi người bây giờ cần nhất là tiền để xây dựng lọ, xây dựng kia rồi
có thể là cho người là hoàn cảnh nào đó, đúng không? Chứ còn bây giờ mà lương thực thì em nghĩ là không cần thiết. Sáng nay em nghĩ là lương thực đấy, nhưng mà bây giờ không cần, em nghĩ là không cần lương thực nữa, bởi vì lương thực như thế thì vài hôm trước thì ok, nhưng mà đến thời điểm bây giờ bão lũ thì cũng đã tạm ổn, thì em nghĩ là số tiền mặt nó sẽ tốt hơn, đúng không? Nhá các bác, mình cứ làm như này cho em này đấy. Chứ còn thì bây giờ mà cứ cắt ghép, em thấy rất nhiều người trường hợp, kể cả nha, em nói thật đấy, nhiều người đã ca sĩ nổi tiếng nào là nhiều người nào làm ăn rất là lớn, nhưng mà cuối cùng ra sao chép tài khoản, sao kê tài khoản ra thì chỉ có là mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn. Ôi xấu hổ quá các bạn, sự là xấu hổ không đáng vô bác như thế, không ra làm sao cả khi mà sao kê ra, đúng không bác? Thế thì đấy là cuối dòng chiều của em Mr. Trump. Còn nếu mà ai mà ủng hộ em Mr. Trump thì qua em Mr. Trump xem xe nhá. Và các bác mình nhớ đăng ký kênh, nhớ theo dõi trang của em Mr. Trump để đồng hành em Mr. Trump trong tuần tới. Và đây là cái gọi là cái sự ủng hộ của em trong cái đợt này, cũng có thể là trong đợt khác nữa thì chưa biết, nhưng mà cái đấy tính sau, đúng không bác? Vâng, em Trump xin chào các bác nhá. Vâng.